Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Đây là một chỗ đẹp ngoài trời. Chúng ta có thể đón thêm 30.000 người nữa. Có ai muốn nhường vị trí của mình không? Tôi chưa bao giờ thấy ai nói có. Nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp ai đó nói có. Xin chào Wisconsin. Thật tuyệt vời khi được trở lại tiểu bang xinh đẹp này cùng với hàng ngàn người Mỹ yêu nước chăm chỉ vĩ đại. Chúng tôi rất cảm kích. Và bạn biết đấy, chúng tôi đã ở đây vào thứ Bảy. Chúng tôi có một nhóm, Tommy. Tôi nghĩ có lẽ 50 hoặc 60 ngàn người. Và vì chúng tôi không có đủ sự xa xỉ của việc có đủ an ninh, không phải vì mật vụ, mà là vì Washington. Tôi đã phát biểu trước khoảng 700 người, và 50 hoặc 60 ngàn người không thể xem được. Và tôi nghĩ họ vẫn yêu tôi, nhưng chúng ta phải chắc chắn. Và bạn biết không, đó là đối thủ chính trị nói rằng họ không muốn tôi có một đám đông như vậy. Nhưng bên ngoài, tôi sẽ nói với bạn, chúng tôi có rất nhiều. Đây là một bài phát biểu khác, không phải về O. Đây là một bài phát biểu về kinh tế và đưa doanh nghiệp trở lại và những thứ khác. Và đó là một nhà máy tuyệt vời. Một cặp vợ chồng đẹp, một cặp đôi tuyệt vời. Ông bà, và thật tuyệt khi ở đây. Thật sự tuyệt vời khi ở đây. Nó thật đẹp. Tôi muốn cảm ơn Troy Bird và mọi người tại Dane Manufacturing về cái tổ chức cho chúng tôi. Cảm ơn bạn Troy. Bạn ấy đâu rồi? Bạn ấy đâu rồi? Cặp đôi đó thật đẹp. Và quan trọng hơn, tôi muốn cảm ơn các bạn. Điều đó thật tuyệt. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Rất cảm kích. Anh ấy có phải là một chủ sở hữu tuyệt vời không? Chủ sở hữu tuyệt vời. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời đúng không? Và cái số 16 là gì? Ồ, 6. Anh ấy đẹp trai hơn bạn, Troy. Điều đó tốt đấy, thật tuyệt. Cảm ơn rất nhiều mọi người. Hãy để tôi bắt đầu bằng việc gửi tình yêu của chúng tôi đến mọi gia đình đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Helene. Tôi đã chứng kiến thiệt hại tận mắt hôm qua ở Georgia. Và như các bạn biết, North Carolina đã hoàn toàn bị tàn phá. Chúng tôi thậm chí không thể vào đó. Họ không có thông tin liên lạc, không có gì cả. Các thị trấn đều bị ngập lụt. Asheville, như các bạn biết, đã hoàn toàn chìm trong nước. Nơi lớn, số lượng lớn người đã mất mạng ngày hôm qua, ngày trước hôm qua, và vẫn đang tiếp tục đếm. Họ có rất nhiều người mất tích. Những người sống ở Tây North Carolina thực sự là những người yêu nước tuyệt vời. Họ thật sự là vậy. Tôi biết khu vực đó rất rõ, và họ vẫn đang chịu đựng rất nhiều. Và chúng ta cần giúp đỡ họ, và chúng ta sẽ giúp đỡ họ. Các công dân ở Alabama, Tennessee, Virginia và một vài nơi khác bị ảnh hưởng nhẹ, nhưng đặc biệt là những nơi này và Georgia đã bị ảnh hưởng rất nặng nề. Nhưng tôi muốn cảm ơn Elon Musk vì đã đáp ứng yêu cầu của tôi rằng Starlink được cung cấp cho North Carolina. Bạn biết đấy, các đường dây đều bị đứt. Họ không có liên lạc. Bạn không thể đến North Carolina, khu vực bị ảnh hưởng. Và họ đều nói, có ai biết Elon Musk không? Tôi nói, vâng, tôi biết. Họ hỏi tôi một câu hỏi và tôi nói rằng tôi biết. Tôi nói, vấn đề là gì? Họ nói, bạn có nghĩ rằng bạn có thể khiến anh ấy cung cấp Starlink? Thứ thật sự đáng kinh ngạc đúng không, Starlink? Và tôi nói, tôi không biết nhiều về Starlink, nhưng nếu bạn muốn đó, chúng tôi có thể lấy được. Tôi đã gọi cho Elon và họ đã có rất nhiều người đến đó. Tommy, họ đã có rất nhiều người. Họ đã đến đó rất nhanh và bây giờ họ có liên lạc tuyệt vời. Nhưng ý tôi là đó là một tình huống tồi tệ. Nhưng cảm ơn Elon và nhờ anh. Họ hiện đang trong tình trạng rất tốt từ quan điểm của các nhu cầu khẩn cấp. Và chúng ta sẽ đến đó vào thứ Sáu. Tôi hy vọng chúng ta có thể vào được vì nó thật sự khó khăn. Đó là một cơn bão tồi tệ. Họ nói đó là một trong những cơn bão tồi tệ nhất. Có lẽ là cơn bão tồi tệ nhất mà họ từng thấy. Một số người đã làm việc này 25 năm nói rằng đó là cơn tồi tệ nhất mà họ từng thấy vì nước. Nước là vấn đề lớn nhất. Họ có gió mạnh, nhưng nước mới là nguyên nhân gây ra thiệt hại lớn. Nước ngập qua cả các ngôi nhà, nếu bạn có thể tin được, nhà và người dân phải leo lên tầng 2 để tìm nơi an toàn. Và thật sự nước đã tràn qua ngôi nhà, nhưng chúng tôi thương tiếc tất cả các công dân của chúng ta đã mất mạng. Và chúng tôi sẽ luôn giữ gia đình của họ trong tim. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với họ. Nhưng tạ ơn Chúa, tôi nói với bạn rằng điều đó thật sự là không thể tin được. Và sau đó, như các bạn biết, thế giới hiện đang quay cuồng, mất kiểm soát. Bạn có thể chưa biết chuyện gì đã xảy ra, vì nó vừa mới xảy ra vài giờ trước. Rất nhiều người đã có mặt ở đây. Có rất nhiều người bên ngoài. Chúng tôi đánh giá cao điều đó.
Nhưng rất nhiều người đã ở đây một thời gian ngắn trước đó. Iran vừa phóng 181 tên lửa đạn đạo vào Israel, và tôi đã nói về Thế chiến III từ lâu rồi. Và tôi không muốn đưa ra dự đoán, vì dự đoán lúc nào cũng trở thành sự thật. Chúng ta sẽ không đưa ra thêm dự đoán nào nữa. Nhưng họ đang rất cần với thảm họa toàn cầu. Chúng ta có một tổng thống không hiện diện và một phó tổng thống không hiện diện. Người lẽ ra phải chịu trách nhiệm, nhưng không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Bà ta vừa có mặt tại một buổi gây quỹ ở San Francisco, một thành phố mà bà ta đã hoàn toàn phá hủy. Bằng cách nào đó, San Francisco từng là thành phố tốt nhất cả nước, có lẽ cách đây 20 năm. Và ngày nay bạn không thể, bạn thậm chí không thể đến đó, bạn không thể sống ở đó. Và tôi nói điều này trái với lợi ích của tôi, vì tôi sở hữu bất động sản ở đó. Lẽ ra tôi không nên nói như vậy. Tôi nên nói rằng đó là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới, để tôi bán tài sản của mình. Nhưng tôi nói có lẽ nó sẽ hồi phục, nhưng thật sự, nó không còn có thể sống được nữa. 20 năm trước, đó là thành phố tốt nhất cả nước, có lẽ là một trong những thành phố tốt nhất trên thế giới. Nhưng bạn biết đấy, bà ta bị bắt gặp hôm qua trên một chiếc máy bay, dựng lên một bức ảnh giả. Bạn có thấy điều đó không? Với cái điện thoại. Vấn đề duy nhất là bà ta không cắm điện thoại vào. Bạn biết đấy, bà ta đang nói chuyện. Bà ta đang nói chuyện qua điện thoại, nhưng điện thoại không được cắm vào. Bà ta đang giả vờ làm việc. Bạn biết đấy, tôi đang làm việc chăm chỉ lắm. Ôi trời, đúng là một nhóm. Không ai lãnh đạo đất nước của chúng ta, và thật sự không có ai đang chịu trách nhiệm giữa hai người họ. Bạn có một tổng thống, tôi đoán là vậy, và bạn có một phó tổng thống, tôi đoán là vậy. Nhưng bà ta không nên được chọn vì bà ta chưa bao giờ nhận được phiếu bầu nào. Tôi không phải là người hâm mộ lớn của ông ấy, nhưng ông ấy đã nhận được 14 triệu phiếu bầu, và đó là một cuộc đảo chính. Bạn có nói vậy không, Scott? Đó là một cuộc đảo chính. Nếu Scott Walker nói đó là một cuộc đảo chính, thì tôi cũng nói đó là một cuộc đảo chính, được không? Nhưng đó là một cuộc đảo chính, nó thật khủng khiếp, và chưa ai từng thấy điều gì giống như vậy. Chúng tôi đang làm rất tốt trong các cuộc thăm dò. Họ vừa công bố các cuộc thăm dò mới. West Merson, chúng tôi thật sự tốt. Ý tôi là đã có một kỳ nghỉ trăng mật nhỏ, bạn biết đấy. Trong 4 tuần bạn không nghe thấy gì khác ngoài việc cô ấy trở thành tổng thống tệ nhất trong lịch sử. Ông ấy là tổng thống tệ nhất trong lịch sử. Đây là chính quyền tồi tệ nhất từ trước tới nay trong lịch sử đất nước chúng ta. Hãy nhìn vào biên giới của chúng ta, nơi những người nhập cư đang tràn vào, và họ là tội phạm, là kẻ giết người và buôn ma túy. Hãy nhìn những gì họ đã làm. Sau đó, cách đây 6 ngày, 5 ngày, bà ta cố tình giải thích rằng chúng ta sẽ làm những điều tuyệt vời trong tương lai. Và tôi luôn nói rằng mọi điều họ nói, tại sao họ không làm cách đây 4 năm? Tại sao họ không làm? Họ cứ nói rằng tôi sẽ làm điều này, rồi tôi sẽ làm điều kia, rồi tôi sẽ. Nhưng bà ta không làm bất kỳ điều gì. Họ bất tài. Chúng ta không thể có thêm 4 năm nữa. Chúng ta không thể có thêm 4 năm như những gì chúng ta đã trải qua. Thật đáng xấu hổ. Cả thế giới đang cười nhạo chúng ta. Đó là lý do tại sao Israel vừa bị tấn công cách đây một thời gian ngắn. Vì họ không còn tôn trọng đất nước của chúng ta nữa. Kẻ thù được cho là không còn tôn trọng đất nước của chúng ta nữa. Họ không tôn trọng, và bạn sẽ sớm lấy lại điều đó, tôi hy vọng. Cảm ơn. Bất kỳ ai đã nói điều đó, cảm ơn rất nhiều. Điều đó thật tuyệt. Mặc dù cô ấy đã làm gián đoạn suy nghĩ của tôi, nhưng kiểu gián đoạn đó chúng ta không bận tâm, đúng không? Nhưng khi tôi còn là tổng thống, Iran đã hoàn toàn bị kiểm soát. Người Iran thiếu thốn tiền mặt, không ai mua dầu của họ, và họ đã sẵn sàng để đạt thỏa thuận. Họ muốn đạt thỏa thuận, họ muốn làm điều gì đó. Và điều kinh khủng, bạn biết đấy, chúng ta đã có nhiều phiếu bầu hơn trong cuộc bầu cử thứ hai, như bạn biết. Năm 2016 và 2020, chúng ta đã có thêm hàng triệu phiếu bầu trong lần thứ hai, và họ chỉ thiếu một chút xíu thôi, đúng không? Họ nói ai đó khoảng 18-19 ngàn phiếu bầu, thật sự đáng xấu hổ. Họ sẽ không thể làm điều đó lần thứ hai. Họ sẽ không thể làm điều đó lần thứ hai. Joe Biden và Kamala Harris đã khiến Iran trở nên giàu có trong một thời gian rất ngắn, 3 năm rưỡi. Họ có 300 tỷ đô la bây giờ. Họ giàu rồi. Tôi nghĩ họ trả 6 tỷ mỗi lần họ có ai đó bị bắt cóc, lúc nào cũng 6 tỷ đô. Ai đã từng nghe về điều đó? Ai đó nhận được khoảng 4.000 đô, bạn muốn bao nhiêu? Đưa tôi 2.000 đô, bạn có thứ gì không? 6 tỷ đô, lúc nào cũng là 6 tỷ. Với Nga cũng là 6 tỷ, và họ cũng nhận lại điệp viên của họ, điệp viên vĩ đại nhất. Họ nói, có lẽ ông ấy là một điệp viên, nhưng thực ra ông ấy là một thương gia vũ khí, và là người mua vũ khí quân sự lớn nhất, họ nói, ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời điểm nào. Họ đã nhận lại ông ấy. Chúng ta nhận lại vận động viên bóng rổ của chúng ta.
Thật sự thì cô ấy đã từng buộc dây giày khi quốc ca vang lên, đúng không? Và chúng ta đã nhận lại cô ấy. Còn họ nhận lại người giỏi nhất. Và tôi không nói rằng ông ấy là một con người tốt, nhưng ông ấy đã là nhà buôn vũ khí số 1 trên thế giới trong một thời gian dài. Nhưng Iran đã gần như phá sản. Họ không còn tiền nữa. Họ không có tiền cho Hamas. Họ không có tiền cho Hezbollah. Những kẻ họ đang chiến đấu bây giờ, họ sẽ sẵn sàng đạt bất kỳ thỏa thuận nào. Bạn có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Nhưng Kamala đã ngập trong tiền mặt của Mỹ. Và thậm chí ngay bây giờ, ý tôi là họ đang ngập trong tiền mặt. Thật sự điều đó không thể tin nổi. Nó giống như môn thể thao nam và nữ. Điều đó thật không thể tin nổi. Giống như biên giới mở. Tại sao họ lại muốn mở biên giới? Bạn biết đấy, điều đó thật ngu ngốc. Chúng ta là đảng của sự thông thường. Nhân tiện, chúng ta là... Tôi thích nói rằng, tất cả hãy quên. Quên đi việc bảo thủ. Tất cả. Nhưng bạn biết đấy, chúng ta là đảng của sự thông thường. Vì thật sự đó là sự thông thường hơn bất cứ thứ gì khác. Chúng ta muốn có biên giới. Chúng ta muốn bầu cử công bằng. Chúng ta muốn bầu cử trung thực. Và nếu bạn không có hai điều đó, bạn thực sự không có một quốc gia. Và chúng ta không có biên giới. Trong 3.5 năm qua, hơn 21 triệu người đã vào đất nước của chúng ta. Và nhiều trong số đó là những người mà bạn không muốn có trong đất nước của mình. Và chúng ta sẽ thảo luận về điều đó trong vài giây nữa. Nhưng kể từ đó, Iran đã xuất khẩu khủng bố khắp thế giới. Và tình hình đã trở nên tồi tệ. Cả Trung Đông đã trở nên tồi tệ. Nhưng tất nhiên, cả thế giới cũng đã trở nên tồi tệ kể từ khi chúng ta rời nhiệm sở. Nga sẽ không bao giờ tấn công Ukraine. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra ở Trung Đông. Nó sẽ không xảy ra vào ngày 7 tháng 10. Bạn sẽ không gặp lạm phát. Chúng ta sẽ chuyển sang một chủ đề khác. Bạn sẽ không gặp lạm phát. Không có điều gì trong số này sẽ xảy ra. Còn về Afghanistan thì sao? Khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta, theo tôi. Không phải vì chúng ta rút quân. Tôi cũng sẽ rút quân. Nhưng chúng ta sẽ rút lui với phẩm giá và sức mạnh. Nhưng họ đã rút lui trong tình huống đáng xấu hổ nhất. Mọi người rơi từ độ cao 3.000 feet từ máy bay. Cả tình huống đó là một thảm họa. Chúng ta đã mất 13 binh sĩ vĩ đại. Tôi đã gặp gia đình của họ và rất nhiều người. Bạn biết đấy. Họ không bao giờ nói về những người đã mất cánh tay, mất chân, khuôn mặt của họ bị phá hủy hoàn toàn. Và hàng trăm người đã chết. Hàng trăm người đã chết vào ngày đó ở phía bên kia. Vì tôi cũng tính cả phía bên kia. Nhưng hàng trăm người. Sự bất tài nghiêm trọng. Bạn không rút quân đội ra trước. Hãy nói vậy đi. Ông ấy đã rút quân đội ra trước. Nhớ năm ngoái tôi đã đưa một cậu bé 5 tuổi ra khỏi đám đông. Tôi đã cho cậu ấy một bài học nhanh. Và tôi nói cuối cùng, bây giờ cậu đã biết mọi điều về sự kiện. Hãy đưa ra rút quân đội trước hay sau. Cậu bé nhìn tôi. Ngài rút quân đội ra sau thưa ngài. Cậu bé chỉ mới 5 tuổi. Nhưng chúng ta đã rút quân đội ra trước và đó là khi mọi chuyện xảy ra. Bạn biết đấy. Trong 18 tháng, không một người lính nào dưới chính quyền của tôi. 18 tháng, không một người lính nào ở Afghanistan bị bắn cả. Vâng, tôi đã nói chuyện với họ, vì họ đã giết rất nhiều lính của chúng ta bằng những tay súng bắn tỉa, và họ đã giết rất nhiều lính của chúng ta trong chính quyền Obama Biden, và tôi đã gọi cho người đứng đầu Taliban, bởi vì thực sự vấn đề nằm ở Taliban. Và họ nói, tại sao ông lại gọi cho ông ta? Báo chí, tin giả, nhìn xem, tất cả bọn họ, đó là rất nhiều người, rất nhiều máy quay. Nhưng tôi đã gọi cho ông ta tên là Abdul. Tôi nói, Abdul, ông sẽ không làm điều này nữa, Abdul. Dù sao họ nói, tại sao ông lại gọi cho ông ta? Tôi nói, vì vấn đề nằm ở Abdul và ở Taliban. Nó giống như Jesse James đã nói. Jesse, tại sao ông luôn nhắm vào các ngân hàng? Tại sao ông cướp ngân hàng? Ông ta nói, vì đó là nơi có tiền. Bạn biết đấy, đó là một câu chuyện khá đơn giản, phải không? Nhưng đó là nơi vấn đề nằm. Và từ lúc đó, 18 tháng không có một lính nào của chúng ta bị giết hoặc thậm chí bị bắn cả. Không một người lính nào. Nhưng khi họ tiếp quản, họ rút quân đội, và rồi mọi thứ bắt đầu hỗn loạn. Những người này thật sự kém cỏi và bây giờ họ đang điều hành một Thế chiến 3 tiềm năng, và Thế chiến 3 sẽ không giống bất kỳ cuộc chiến nào khác nếu nó xảy ra, bởi vì có vũ khí hạt nhân và những vũ khí hủy diệt hàng loạt khác mà chưa ai từng thấy trước đây. Tôi biết vì tôi đã xây dựng lại quân đội của chúng ta. Tôi đã xây dựng lại nó. Nó cần được xây dựng lại. Và tôi ghét phải xây dựng lại nó. Nhưng tôi cũng đã làm điều đó vì chúng ta không có lựa chọn nào khác.
Nhưng Iran đã không có tiền khi tôi điều hành. Họ có rất nhiều tiền khi tôi bắt đầu. Nhưng khi tôi kết thúc, họ không còn đồng nào. Và bây giờ họ có 300 tỷ đô la và thêm 300 tỷ đô la nữa từ công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu Iraq. Đó là công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của họ. Họ có lẽ không thích tôi nói điều đó, nhưng đó là sự thật. Iraq không thích điều đó, nhưng họ cũng có 300 tỷ đô la nữa. Hãy nhớ rằng tôi thường nói đừng vào Iraq, đừng làm thế với Bush, đừng làm điều đó. Đừng vào Iraq. Họ đã vào Iraq, rồi họ ở đó. Tôi nói, được rồi, các anh đã ở đó, hãy giữ dầu lại, chỉ cần giữ nó lại. Hãy nhớ rằng tôi thường nói giữ lại dầu. Bạn biết đấy, Iraq có nhiều dầu hơn hầu hết bất kỳ ai, nó rất lớn, nhưng họ đã không giữ dầu lại. Và bây giờ họ có hàng trăm tỷ đô la. Dưới chính quyền của tôi, chúng ta không có chiến tranh ở Trung Đông. Chúng ta không có chiến tranh ở châu Âu. Chúng ta có hòa hợp ở châu Á. Chúng ta không có lạm phát. Chúng ta không có thảm họa ở Afghanistan. Thay vào đó, chúng ta có hòa bình, hòa bình, hòa bình. Chúng ta có rất nhiều hòa bình. Hãy nghĩ về điều đó. Cuộc chiến duy nhất của chúng ta có là ISIS. Và tôi đã đối đầu với ISIS. Tôi đã muốn xem chuyện quái gì đang xảy ra. Tôi đã đến Iraq. Tôi bay đến đó vào giữa đêm, hạ cánh và nói chuyện với rất nhiều người tuyệt vời. Và nói chuyện với tướng Raisin Khan. Bạn biết câu chuyện đó rồi, tôi sẽ không đi vào chi tiết. Nhưng tướng Raisin Khan, một vị tướng thực thụ. Những người này không giống như những người bạn từng thấy trên truyền hình. Đây là những vị tướng thực sự. Chúng ta có quân đội không thể tin nổi. Tin tôi đi. Chúng tôi đã quét sạch bọn chúng trong 4 tuần thay vì 5 năm. Đáng lẽ phải mất 5 năm. Họ nói thưa ngài sẽ mất 5 năm. Tôi nói, chúng ta có những máy bay vĩ đại nhất. Những vũ khí tốt nhất trên thế giới. Ý ông là gì khi nói mất 5 năm? Vì vậy tôi đã bay qua đó và tôi nói với vị tướng. Tôi hạ cánh và tôi thấy. Tất cả họ đều từ trung tâm tuyển chọn. Những người này đều tới từ trung tâm tuyển chọn. Tốt hơn bất kỳ ai mà bạn có thể tìm được ở Hollywood nữa. Bạn biết đấy. Họ ở Hollywood thì hơi kém một chút. Họ không trông cứng rắn như vậy. Và tôi nói. Tên của anh là gì? Tôi đi xuống từ cầu thang của Air Force One. Tôi nói, vậy tên anh là gì? Anh ta nói, Ken, thưa ngài. Tên đầu tiên của anh là gì? Họ gọi tôi là Raisin. Tôi nói gì cơ? Họ gọi tôi là Raisin. Tôi nói, ý anh là tên của anh là Raisin Khan. Vâng, thưa ngài. Anh chính là người tôi đang tìm kiếm. Cuối cùng tôi đã tìm thấy người tôi muốn, Tommy. Tôi nói, tại sao mọi chuyện lại kéo dài lâu như vậy? Để loại bỏ ISIS. Ý tôi là họ chiến đấu bằng dao, nhân tiện. Họ là những chiến binh rất giỏi. Họ là những chiến binh rất giỏi. Hãy hỏi một vài đối thủ của họ mà xem. Nhưng họ là những chiến binh rất giỏi. Ừ thì, họ không làm điều đó đúng cách. Tôi hỏi tại sao các anh không làm theo cách mình muốn. Vì điều đó không phụ thuộc vào tôi. Khi họ đến từ Washington, các mili của thế giới, những người cứng ngắc, những người hoàn toàn cứng ngắc, những người ngu ngốc, họ nói. Họ nói họ đã chỉ cho chúng tôi cách chiến đấu. Thưa ngài, tôi hỏi, tại sao các anh không thay đổi nó? Các anh có nói không? Không, thưa ngài, chúng tôi không được phép làm điều đó. Anh không làm điều đó trong quân đội. Anh tuân theo mệnh lệnh. Tôi nói, đó là một hệ thống lạ lùng. Tôi không biết đó là hệ thống tốt hay xấu. Một mặt thì nó tốt. Nhưng có lẽ trong nhiều khía cạnh khác thì nó tệ. Vậy các anh biết làm thế nào để làm điều đó? Vâng, thưa ngài, tôi biết. Vậy sẽ mất thời gian bao lâu? Chúng tôi đã chiến đấu với chúng trong nhiều năm. Họ nói sẽ mất 5 năm để loại bỏ chúng. Bao lâu? Chúng tôi có thể làm trong 4 tuần. Cái gì? Chúng ta có thể hạ gục chúng trong 4 tuần. 4 tuần. Bạn phải hiểu rằng những người này giống như trung tâm tuyển chọn. Anh ta có một huấn luyện viên quân sự trông đẹp trai và cứng trắng hơn bất kỳ ai mà bạn có thể đưa vào một bộ phim. Bạn biết đấy, chúng ta đã có một vài người như vậy. Bạn đã bao giờ thấy một huấn luyện viên quân sự bước vào và anh ta muốn? Anh ta có những diễn viên nổi tiếng, những diễn viên lớn, và anh ta đang cố gắng dạy họ cách trở thành một huấn luyện viên quân sự trong phim. Anh ta là một huấn luyện viên quân sự, và sau đó khoảng 5 phút diễn viên nói, tôi không thể làm điều đó. Vì đó là một cấp độ hoàn toàn khác về độ cứng trắng. Và một bộ phim tuyệt vời đã được làm, Full Metal Jacket. Bạn biết đấy, họ đã đưa một người từ quân đội, một huấn luyện viên quân sự hàng đầu vào đúng không? Đúng rồi, đứng lên. Điều đó thật tuyệt. Full Metal Jacket. He was supposed to get the Academy Award. Đúng không? Anh ta đáng lẽ phải nhận giải Oscar. Anh ta nên nhận giải Oscar. Nhưng thực ra bạn biết đấy, thành thật mà nói, anh ta không thực sự diễn xuất. Nhưng anh ta không thể tin nổi trong bộ phim đó. Anh ta, vì vậy, anh ta đang dạy. Tôi không muốn sử dụng tên, nhưng các ngôi sao lớn, và họ không thể, họ thật sự tệ. Sau đó, một trong các nhà sản xuất từ một trong những hãng phim lớn, MGM hoặc bất cứ hãng nào, và anh ta nhìn thấy người này và nói, hãy làm như thế này. Và anh ta hét lên như điên vào mặt các diễn viên, và anh ta nói, tôi không nghĩ diễn viên nào có thể làm điều đó. Cuối cùng, họ đã thuê người lẽ ra phải dạy. Anh ta đã làm việc với 5 diễn viên,
và tất cả đều yếu và không thuyết phục. Anh ta đã làm việc với 5 người, và sau đó, một người nhìn thấy và nói, có lẽ chúng ta có thể thuê người này, nhưng không ai biết về anh ta. Anh ta là một người trong quân đội, và bộ phim đã trở thành một trong những bộ phim tuyệt vời nhất, phần lớn nhờ vào anh ta. Anh ta đáng lẽ phải nhận giải Oscar, nhưng họ đã không trao giải cho anh ta. Bạn biết đấy, vì anh ta không phải là một phần của tầng lớp thượng lưu. Nói nhẹ nhàng thôi, đúng không? Nhưng anh ta thật tuyệt vời. Bộ phim đó hay tới mức nào, đúng không? Không có gì tuyệt vời hơn. Điều đó thật tuyệt. Tôi thích điều đó. Nhưng bây giờ, chúng ta đi vào. Và anh ta nói với tôi, vâng, 4 tuần, thưa ngài. Tôi nói, 4 tuần. Chúng tôi đã chiến đấu trong nhiều năm, khoảng 20 năm. Anh ta nói, không, chúng tôi có thể làm được. Tại sao lại như vậy? Vâng, thưa ngài. Họ muốn tất cả rời khỏi căn cứ lớn này, nhưng chúng tôi ở rất xa. Và đến khi các máy bay tới đó, họ phải quay lại. Việc tiếp nhiên liệu rất khó, và họ phải quay lại. Vì vậy, họ chỉ ở đó trong khoảng 5 phút, rồi họ phải quay về. Vì đó là một chuyến bay rất dài, và chúng tôi không có thời gian. Chúng tôi cũng không có đúng loại máy bay. Chúng tôi gửi đi những máy bay sai, anh ta nói. Nhưng chúng tôi có các căn cứ phụ trợ. Chúng tôi có cái gọi là căn cứ di động, thưa ngài. Chúng tôi có đường băng di động trong sa mạc, rất tốt. Và chúng tôi có rất nhiều cái, thưa ngài. Họ không muốn sử dụng chúng vì họ muốn trở nên đúng đắn về mặt chính trị. Tôi hỏi, vậy anh sẽ làm gì? Tôi sẽ sử dụng chúng, thưa ngài. Vậy anh nói với tôi rằng anh có thể làm điều gì đó trong 4 tuần mà những người này ở Washington không thể làm trong 5 năm. Vâng, thưa ngài. Anh chắc chắn đến mức nào? 100%. Chúng tôi sẽ có thời gian dư dả. Anh đùa tôi à? Đây là một chuyến đi tốt. Tommy Thompson vĩ đại này. Đây là một chuyến đi tốt đối với tôi, Tommy. Vì tôi đã nói, bạn biết đấy. Tôi không mong đợi kết quả này. Tôi nói có lẽ 2 năm, 3 năm, và anh ta nói, không, thưa ngài. Tôi nói, vậy anh sẽ làm gì? Chúng tôi sẽ đến những căn cứ này. Chúng tôi sẽ tấn công họ từ bên trái, tấn công họ từ bên phải, tấn công họ từ phía đông và phía tây, từ phía bắc và phía nam. Chúng tôi sẽ đến từ bên dưới, chúng tôi sẽ đến từ dưới lòng đất. Chúng tôi sẽ vượt qua hàng rào của họ. Chúng tôi sẽ đến từ nhiều hướng khác nhau đến mức họ sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra. Và tôi đang dùng một từ hay vì Franklin Graham không thích khi tôi chửi thề. Nó không tốt như vậy. Tôi cứ nói với ông ấy, tôi có thể dùng một từ mà sẽ khiến các bạn sốc hết cả lên. Các bạn sẽ thích nó. Sau đó các bạn sẽ về nhà và nói, ông ta dùng ngôn ngữ thô tục. Không, Franklin Graham nói, thưa ngài, chúng tôi yêu câu chuyện của ngài, chúng tôi yêu ngài. Nhưng thưa ngài, nếu ngài không dùng ngôn ngữ thô tục thì sẽ tốt hơn. Ông ấy sai về điều đó, nó không hay bằng được chứ. Không hay bằng, nhưng dù sao. Và anh ta nói, vâng, chúng tôi sẽ hạ gục chúng. Và tôi sẽ không kể hết phần còn lại của câu chuyện. Nhưng kết quả cuối cùng là chưa đầy 4 tuần. Người đó thật không thể tin nổi. Và họ đã hạ gục bọn chúng. Và chúng ta đã đánh bại 100% lực lượng ISIS, 100% lực lượng của chúng. Và tôi kể câu chuyện đó, thưa ngài, bởi vì chúng ta thật sự có một quân đội tuyệt vời. Chúng ta không có một quân đội thức tỉnh. Ý tôi là một số kẻ ngu ngốc đứng đầu thì thức tỉnh. Họ là chính trị gia hơn là quân nhân. Đó là lý do tại sao họ đạt được điều đó. Thật đáng buồn. Bạn nên đạt được điều đó nhờ chiến thắng quân sự, chứ không phải vì điều đó. Nhưng chúng ta có thể giữ những người như vậy, những người đã chiến đấu cho tôi một cách xuất sắc. Bạn có thể đặt họ vào một cái lòng thức tỉnh. Chúng ta gọi là lòng thức tỉnh trong 2 năm. Hét vào họ chỉ những thứ liên quan tới thức tỉnh. Và khi họ ra ngoài, họ sẽ nói, đi nào nước Mỹ, đi nào MAGA. Họ sẽ nói, chúng tôi muốn MAGA. Họ sẽ không bị thuyết phục. Họ sẽ không bị thuyết phục. Và Tommy, tôi đảm bảo các bạn rằng họ sẽ không thức tỉnh. Tôi gặp họ rồi. Họ không phải là những người thức tỉnh đâu. Dù sao, bây giờ chiến tranh hoặc mối đe dọa chiến tranh đang bùng nổ khắp nơi. Và 2 người bất tài đang điều hành đất nước của chúng ta. Hoặc thực ra tôi không nghĩ rằng họ thậm chí đang điều hành đất nước, đang dẫn chúng ta đến bờ vực của Thế chiến 3. Một cuộc chiến chưa từng có. Đây là những gì mà các chính sách yếu đuối và xoa dịu đã mang lại cho thế giới. Và như tôi đã nói từ lâu, bạn biết đấy. Những điều khủng khiếp có thể xảy ra khi bạn có một lãnh đạo bất tài. Những điều thật sự tồi tệ có thể xảy ra. Ý tôi là có câu chuyện mà tôi vừa kể với bạn về việc chúng ta đã nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù mà chúng ta đã chiến đấu suốt 20 năm, gần 20 năm. Bạn sẽ không tin tưởng Joe hoặc Kamala để điều hành một quầy nước chanh ở bất cứ đâu, phải không? Nếu con bạn đang điều hành một quầy nước chanh, bạn biết đấy. Cách tôi từng điều hành một quầy nước chanh, tôi nói, mẹ, qua nhà tôi ở Queens, tôi điều hành, không có nhiều người đi bộ qua quầy, nhưng tôi vẫn điều hành đó. Nhưng nếu tôi không điều hành đó, tôi sẽ không để một trong 2 người đó điều hành đó. Vì họ sẽ không có ý tưởng nào cả. Giống như Joe, ông ấy về cơ bản đã bị kết tội vì tài liệu. Bạn biết đấy, tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu sự đàn áp vũ trang hóa. Tôi đã trải qua nhiều năm đau khổ, và tôi có đạo luật hồ sơ tổng thống cho phép tôi làm điều đó. Nhưng tôi đã phải trải qua nhiều năm như vậy.
ông ấy có cùng vấn đề nhưng gấp 10 lần. Và họ đã tìm thấy ông ấy. Và ông ấy không có đạo luật hồ sơ tổng thống. Vì ông ấy không phải là tổng thống, đúng không? Và vì vậy ông ấy có tội. Và họ nói, được rồi, ông ấy có tội. Nhưng chúng ta sẽ không buộc tội ông ấy. Vì ông ấy bất tài, đúng không? Đó là những gì họ nói. Về cơ bản là vậy. Bằng một ngôn ngữ khác một chút, họ nói, chúng ta sẽ không buộc tội ông ấy. Vậy nên, ông ấy có tội. Nhưng chúng ta không nghĩ rằng ông ấy có thể ra hầu tòa. Nhưng ông ấy được phép điều hành đất nước của chúng ta. Nhưng ông ấy không thể ra hầu tòa. Tôi nói, chuyện đó là gì vậy? Nhưng tôi nói, bạn biết gì không? Nếu đó là cách duy nhất để thoát ra, nơi họ thấy bạn bất tài, tôi nói, tôi thà bị kết tội còn hơn. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Chuyện đó đang xảy ra. Nhưng họ vũ trang hóa chính phủ. Không có gì ngạc nhiên khi Iran tuyệt vọng muốn Kamala Harris làm tổng thống. Họ đã ủng hộ cô ấy. Tôi nghĩ họ thật sự đã ủng hộ cô ấy. Tôi không biết. Cả Putin cũng vậy. Putin đã ủng hộ cô ấy. Và ông ta thật sự đã ủng hộ cô ấy với một nụ cười trên môi. Ông ấy như kiểu, tôi nghĩ cô ấy. Ông ấy muốn cô ấy. Ông ấy muốn. Tôi không nghĩ ông ấy biết chính xác phải nói gì. Thật sự rất thú vị. Nhưng ông ấy đã nói, tôi muốn, tôi nghĩ cô ấy. Vì kinh nghiệm của cô ấy. Kinh nghiệm trong việc thua cuộc. Bởi vì họ biết rằng miễn là cô ấy còn nắm quyền, họ có thể lợi dụng nước Mỹ như chưa bao giờ trước đây. Bạn biết đấy. Trong 4 năm, đất nước này đã được tôn trọng, tôi được tôn trọng, nhưng đất nước này được tôn trọng. Viktor Orbán nói, nếu bạn đưa Trump trở lại, là người đứng đầu Hungary, nếu bạn đưa Trump trở lại, sẽ không có vấn đề gì ở bất kỳ đâu. Chúng ta không có vấn đề gì trên thế giới. Nhưng đó là lý do tại sao họ nhắm vào tôi. Đó là lý do tại sao tôi bị nhắm tới. Tôi bị nhắm tới bởi rất nhiều người. Và Iran nhắm tới chúng ta. Chúng ta biết rõ điều đó. Nhưng có thể còn những người khác nữa. Nhưng họ chỉ nhắm vào những tổng thống có ảnh hưởng. Họ không nhắm vào Joe trên bãi biển khi ông ấy ngủ. Ông ấy ngủ. Làm sao bạn có thể ngủ khi máy quay đang quay cuồng, đúng không? Bạn có paparazzi, bạn có tất cả mọi người. Nhưng ông ấy ngủ say như chết. Tôi ước gì mình có được bí mật đó. Bởi vì bạn biết đấy, đó là một tài năng. Tôi ước gì mình có thể làm được điều đó. Ngủ khi có máy quay. I wish I could do that. Sleep with the cameras. Tommy, could you do that? I don't think Scott could do that. Tommy, anh có thể làm được điều đó không? Tôi không nghĩ Scott có thể làm được điều đó, đúng không? Tôi không nghĩ vậy. Nhưng nếu tôi nắm quyền, cuộc tấn công vào Israel ngày hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra. Tất cả những điều chúng ta đang nói tới sẽ không bao giờ xảy ra. Bao gồm cả việc rút quân thất bại đó. Thứ đã khiến chúng ta trông thật tệ. Có lẽ đó là lý do mà Nga xâm lược Ukraine. Họ nhìn thấy điều đó và họ... Vì ngay sau đó, họ nhìn thấy điều đó và họ nói, wow, những người này không phải là những gì chúng ta nghĩ. Nếu tôi thắng, chúng ta sẽ có hòa bình trên thế giới một lần nữa. Tôi đảm bảo điều đó. Và nếu Kamala có thêm 4 năm nữa, điều đó không thể tưởng tượng nổi, đúng không? Nếu cô ấy có thêm 4 năm nữa, thế giới sẽ bùng cháy. Thế giới này sẽ bùng cháy. Vì vậy, hôm nay chúng ta rất biết ơn khi được tham gia cùng một số người tuyệt vời từ Wisconsin. Tôi yêu Wisconsin. Chúng ta nên thắng ở Wisconsin. Các bạn có thể đảm bảo chứ, đúng không? Nếu chúng ta thắng Wisconsin, chúng ta sẽ thắng, đúng không, Scott? Bây giờ nếu chúng ta thắng Wisconsin, chúng ta sẽ thắng. Điều đó sẽ là một điều lớn lao. Và tôi đã làm rất nhiều điều cho Wisconsin, bạn biết đấy. Hợp đồng đóng tàu. Tôi đã chịu rất nhiều áp lực từ các tiểu bang khác. Họ muốn có nó. Và tôi đã giao nó cho Wisconsin. Và họ đang làm rất tốt, đúng không? Tôi nghe nói đó là một hợp đồng lớn. Một trong những hợp đồng lớn nhất, họ đang làm rất tốt, nhưng tôi đã chịu rất nhiều áp lực. Và đường ống Keystone XL, tôi biết bạn có rất nhiều người liên quan tới điều đó. Thật là một lũ người ngu ngốc, hãy nghĩ về điều đó. Tôi đã từ chối đường ống của Putin đi qua. Tôi đã ngăn chặn đó, và tôi đã phê duyệt đường ống Keystone XL, cũng như đường ống Dakota. Nhân tiện, thật tuyệt vời khi có một người không cần dùng máy nhắc chữ để nói những điều này. Bạn biết đấy. Tôi đang nói qua tất cả những cái tên này, và nó không phải là một phần trong kế hoạch của tôi. Tôi đang nói qua tất cả những cái tên này. Bạn nghĩ Biden có thể làm điều đó không? Tôi không nghĩ vậy. Ông ấy không thể nhớ được. Tôi sẽ không nói. Tôi đã gần như định nói tên vợ ông ấy, nhưng tôi không muốn nói điều đó. Tôi suýt nữa đã nói ra. Bạn nhớ khi ông ấy gọi chị gái là vợ mình không? Một số điều bạn không thể làm. Bạn biết điều gì bạn không thể làm không?
khi ông ấy nói, thật tuyệt khi được ở New Hampshire. Nhưng thực tế, ông ấy đang ở Florida. Bạn không thể làm điều đó. Bạn không thể làm điều đó với những cây cọ ở đó, đúng không? Nhưng nhớ không, ông ấy đã làm điều đó. Và tôi đã nói, bạn biết không, nếu bạn là Winston Churchill, ông ấy là một diễn giả tuyệt vời. Nếu bạn là Winston Churchill và bạn phạm sai lầm đó, dù bạn có nói hay tới đâu, bạn có thể nói trong 2 giờ sau đó, nhưng coi như xong, đúng không? Đã kết thúc. Bạn sẽ không bao giờ có một bài phát biểu thành công nữa. You will never have a successful speech. So, but we're grateful to be joined today by a man. Chúng ta rất biết ơn hôm nay khi có sự hiện diện của một người thật sự tuyệt vời, được tôn trọng khắp nơi. Chúng ta sẽ mang anh ấy cùng chúng ta. Anh ấy là một người đã dốc hết tâm huyết cho bang này và đã làm một công việc tuyệt vời. Anh ấy là một thống đốc tuyệt vời. Scott Walker. Scott, cảm ơn anh. Và một cựu thống đốc khác cũng rất được tôn trọng. Anh ấy giống như một vị trưởng lão. Họ gọi anh ấy là trưởng lão. Và tôi sẽ không bao giờ quên vào năm 2016, tôi tranh cử và anh ấy nói, thưa ngài, ngài đang lãng phí thời gian, ngài sẽ không thắng ở Wisconsin đâu. Tôi đã nói, tôi nghĩ là tôi sẽ thắng. Tôi đã có một bài phát biểu ở đó. Nhưng anh ấy nói, không, ngài sẽ không thắng Wisconsin. Nhưng đây là thỏa thuận. Nhớ điều này. Anh ấy nói, đây là thỏa thuận. Nếu tôi nghĩ ngài sẽ thắng, tôi sẽ gọi lại cho ngài. Nếu không, đừng lãng phí thời gian. Hãy đi đến Pennsylvania, đi đến những nơi khác mà ngài cần phải thắng. Điều mà tôi đánh giá cao, ý tôi là, đó tốt hơn là lãng phí thời gian. Anh ấy nói, vậy ngài sẽ không thắng. Nhưng nếu vì lý do nào đó tôi thấy có sự thay đổi, tôi sẽ gọi lại cho ngài. Và ngài sẽ đến và kết thúc trận đấu. Và 3 tuần sau, anh ấy đã gọi cho tôi. Anh ấy nói, đã đến lúc đến đây, ngài sẽ thắng trận này. Đúng không, Tommy Thompson? Và chúng tôi đã làm vậy. Thật là tuyệt vời. Điều đó thật tuyệt vời. Anh nhớ điều đó chứ, Tommy? Thật là tuyệt. Hầu hết mọi người sẽ nói, đến đi. Bạn biết đấy, đến đi. Đừng lãng phí nửa ngày dù bạn không thể thắng. Nhưng điều đó thật sự, tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Thưa ngài, lên máy bay của ngài, chúng ta đi thôi. Ngài sẽ thắng trận này. Và chúng tôi đã thắng trận đó. Thời điểm đó thật đáng nhớ. Anh nhớ buổi tối tuyệt đẹp đó vào năm 2016 chứ? Đó là khoảng thời gian tuyệt nhất. Tôi chỉ có 3% cơ hội. Và tôi đã nói, tôi không chỉ có 3%. Tôi đã có những đám đông lớn nhất mà bất kỳ ai từng có. Nhân tiện, bây giờ đám đông còn lớn hơn nhiều so với năm 2016 hay năm 2020. Nhưng tôi đã có những đám đông lớn nhất. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Và tin tức giả có tôi với 97% khả năng thua. Và rồi khi chúng tôi bắt đầu thắng Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, từ đó trở đi, nó từ 97% cho Hillary. Hillary gian trá. Bà ấy mắc chứng rối loạn Trump nghiêm trọng, đúng không? Nhưng Hillary gian trá. Vì vậy, chúng tôi đi từ 90%. Bà ấy có 97%. Và sau đó là Trump vừa thắng Florida 91%, 86%, 79%. Các bạn nhớ chứ? Và rồi nó còn 50%. Sau đó còn 42% cho bà ấy. Và đó là lúc người phụ nữ điên bắt đầu hét lên. Nhớ không? Với cặp kính. Không, bà ta thật sự điên. Tôi tự hỏi bà ta bây giờ ra sao rồi. Tôi chỉ tò mò muốn biết bà ta đang ở đâu. Tôi rất muốn biết bà ta đang ở đâu hiện giờ. Bà ta rất nổi tiếng. Mức độ điên rồ của bà ta thật không thể tin nổi. Và chúng ta đã làm rất tốt. Chúng ta đã có nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Chúng ta đã làm rất tốt. Chúng ta có một ứng cử viên cho Quốc hội, người thực sự được đánh giá cao. Eric Olson. Eric, cảm ơn anh. Cảm ơn anh, Eric. Chúc may mắn. Chúc may mắn nha. Vâng, nghe nói anh đang làm rất tốt. Cảm ơn, Eric. Bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu vắng mặt ở Wisconsin đang diễn ra ngay lúc này, khi chúng ta đang nói chuyện. Vì vậy, đừng chỉ bỏ phiếu. Bạn phải đi càng sớm càng tốt và ra ngoài đó làm điều đó. Hãy bỏ phiếu bằng mọi cách bạn muốn. Bạn có thể bỏ phiếu theo cách này, bạn không cần phải bỏ phiếu theo cách khác, nhưng hãy chắc chắn rằng lá phiếu của bạn được tính. Chúng ta sẽ không để lại bất kỳ điều gì may rủi, và chúng ta sẽ đặt mọi thứ vào trận đấu. Trong 35 ngày nữa, chúng ta sẽ thắng Wisconsin, và chúng ta sẽ đánh bại Kamala, và chúng ta sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, đúng không? Kế hoạch của Kamala sẽ giết chết giấc mơ Mỹ và làm cho lạm phát trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Kế hoạch của tôi sẽ mang lại giấc mơ Mỹ, nhưng lớn hơn, tốt hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó là điều sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ làm điều đó rất nhanh.
Chúng ta chỉ còn 5 tuần nữa là đến cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta. Tôi tin rằng đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất. Tôi từng nói điều đó vào năm 2016, cuộc bầu cử quan trọng nhất. Sau đó đến năm 2020, tôi không nói điều đó, vì chúng ta đang làm rất tốt. Chúng ta có một đất nước tuyệt vời. Tôi suýt đã có một khẩu hiệu, nhớ không? Keep America Great. Nhưng đó là KAG. KAG. Tôi thích MAGA hơn nhiều. MAGA. Tôi không biết liệu nó có thể thay đổi không. Tôi không biết liệu KAG có phù hợp không. Khi Biden ra ngoài và nói, chúng ta phải ngăn chặn nhóm gọi là MAGA. Chúng ta sẽ ngăn chặn, nhớ không? Tôi đền màu tím và màu hồng. Trông giống như quỷ dữ. Phải, chúng ta sẽ ngăn chặn MAGA. Tôi nói, Joe. MAGA là Make America Great Again. Điều đó sẽ bị ngăn chặn. Nó không thể bị ngăn chặn. Nó không thể bị ngăn chặn. Bạn không còn một quốc gia nữa. Make America Great Again. Đó là tất cả những gì nó là. Tôi có thể đang có một cuộc sống tuyệt vời ngay bây giờ. Không ai bắn vào tôi cả. Tôi có thể đang ở những bãi biển đẹp nhất thế giới. Tôi sẽ có cuộc sống tuyệt vời nhất. Có người hỏi tôi, nếu bạn có cơ hội làm lại, bạn có làm không? Bởi vì tôi đã có cuộc sống tuyệt vời nhất. Tôi có những bất động sản đẹp nhất thế giới. Tôi thật sự tin như vậy, nhưng tôi có thể đã có một cuộc sống tuyệt vời nhất, dễ chịu nhất. Không có những điều này. Bạn sẽ làm lại không? Chắc chắn rồi, tôi sẽ làm lại. Bởi vì chúng ta đang làm một điều gì đó rất đặc biệt. Không có gì so sánh được. Đúng không? Không có gì so sánh được. Tôi có thể ngay bây giờ đang ở Monte Carlo. Nhưng tôi thích ở Wisconsin hơn. Nếu bạn muốn biết sự thật, thật sự mà nói, có rất nhiều người giàu ở những nơi khác nhau, nhưng chỉ có một MAGA, chỉ có một nhóm người như các bạn, chỉ có một mà thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc. Chỉ có một điều này. Đây là phong trào vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Và chúng ta sẽ chứng minh điều đó một lần nữa. Chúng ta sẽ chứng minh điều đó một lần nữa vào ngày 5 tháng 11. Điều đó thật sự là như vậy. Nó là phong trào vĩ đại nhất. Và tôi phải rất cẩn thận khi nói, bởi vì tin tức giả, nếu tôi nói sai một chút, chỉ sai 3%, họ sẽ đặt tiêu đề, Trump đã 3 chấm. Họ sẽ cho tôi điểm Pinocchio. Bạn biết Pinocchio không? Washington Post cho bạn một điểm Pinocchio nếu bạn nói sai một điều gì đó. Họ luôn tìm lý do. Nhưng nếu tôi nói bất cứ điều gì không đúng thứ tự, họ sẽ nói, ồ, ông ấy đã 3 chấm. Vì vậy, tôi đã phải rất cẩn thận. Nhưng tôi sẽ nói với bạn, chúng ta sẽ làm tuyệt vời với đất nước này và chúng ta sẽ đưa nó trở lại. Nhưng MAGA là phong trào vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Chưa bao giờ có điều gì giống như thế này. Bạn biết đấy, đã có những người tuyệt vời. Bạn nhớ Pat Buchanan chứ? Tôi nghĩ ông ấy đã đứng thứ hai ở New Hampshire. Ông ấy là một người tuyệt vời, một người bảo thủ, một người tuyệt vời. Tôi đã theo dõi ông ấy trong nhiều năm, và ông ấy đã có sự nghiệp khi đứng thứ hai ở New Hampshire. Tôi nghĩ vậy, đúng không? Đứng thứ hai, còn chúng tôi đã thắng Iowa, chúng tôi đã thắng New Hampshire, chúng tôi đã thắng South Carolina, chúng tôi đã thắng mọi thứ. Sau đó, chúng tôi tiếp tục thắng cuộc bầu cử. Chưa bao giờ có điều gì giống như thế này. Chúng tôi đã thắng 32 bang, và chúng tôi đã làm tốt hơn lần thứ hai. Nhưng lần này, chúng tôi sẽ làm tốt hơn bất kỳ lần nào trước đó. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt hơn bao giờ hết. Và tôi không nghỉ ngày nào. Bạn biết đấy, họ luôn hỏi, ông có định nghỉ ngày nào không, thưa ngài? Ngày nghỉ của ông sẽ là gì? Tôi nói, tôi không nghỉ ngày nào. Chúng tôi chỉ còn 33 ngày nữa. Tôi ra ngoài mỗi ngày. Tôi được lên lịch mỗi ngày. Tôi không nghỉ ngày nào, vì chúng tôi không thể nghỉ. Chúng ta không thể nghỉ. Chúng ta phải lo lắng. Và tôi đã làm việc nhiều ngày liên tiếp. Tôi không biết bao nhiêu ngày, nhưng chúng tôi đã đi khắp nơi. Tôi nghĩ tối nay chúng ta sẽ đến Texas hoặc ngày mai. Tôi thậm chí không hỏi nữa. Tôi lên máy bay và hỏi, điểm dừng tiếp theo của tôi là gì? Thưa ngài, tối nay chúng ta sẽ đến Texas. Chúc mừng ông. Nhưng chúng ta đang thắng lớn ở Texas ngoài kia. Chúng ta đang thắng lớn ở Texas. 3 ngày trước, tôi ở trong một thị trấn nhỏ. Prairie Duchene, Wisconsin. Nơi một thành viên của băng đảng nhà tù Venezuela mang trợ đã bị Kamala cho vào. Bà ấy đã cho họ vào đất nước. Và tên mang trợ độc ác này đã bị bắt tháng này. Cảnh sát pháp luật tuyệt vời ở đó. Tôi đã gặp toàn bộ nhóm, họ rất tuyệt vời. Nhưng hắn đã bị bắt trong tháng này vì giữ một người mẹ và con gái trái ý muốn của họ. Tấn công tình dục họ và hành hạ họ như bạn không thể tưởng tượng nổi. Bạn không muốn nghe về chuyện đó. Những gì Kamala đang làm với đất nước của chúng ta là tội ác và có thể bị luận tội. Và theo ý kiến của tôi, nó hoàn toàn không thể tha thứ. Bà ấy đang cho phép người ta vào đất nước với số lượng mà chưa ai từng thấy. Và truyền thông tham nhũng phẫn nộ rằng tôi tiếp tục nói về tội phạm nhập cư và đại dịch tội phạm nhập cư.
Đây là điều tồi tệ nhất đã xảy ra với đất nước của chúng ta trong 50 năm qua. Họ đang chiếm lĩnh các thị trấn nhỏ và thành phố của chúng ta. Họ cũng đang chiếm lĩnh các thành phố lớn của chúng ta. Hãy nhìn New York, hãy nhìn Chicago, Los Angeles, hãy nhìn những thành phố lớn nhất của chúng ta. Chúng không thể di chuyển, chúng không thể hoạt động. Tội phạm đang tăng vọt, và nếu bạn chống lại nó, bạn sẽ bị truy tố. Thị trưởng New York, ông ấy đã chống lại nó, và ông ấy đã bị truy tố. Tôi đã dự đoán điều đó. Tôi đã nói rằng ông ấy sẽ bị truy tố trong vòng một năm. Bởi vì tôi đã thấy ông ấy nói, điều này thật kinh khủng. Điều này thật tồi tệ cho thành phố của chúng ta. Chúng ta có hàng ngàn người khắp các con đường, và họ là những người rất nguy hiểm. Tôi nói rằng họ đến từ các nhà tù. Họ đến từ các cơ sở tâm thần. Họ là những kẻ khủng bố. Đây là những người rất nguy hiểm. Và tôi vô cùng phẫn nộ vì Kamala Harris cứ tiếp tục đưa họ vào. Họ cứ tiếp tục đến. Nhưng hôm trước, bà ấy đã bị đánh bại bởi vấn đề này. Và tôi nghĩ có thể đó là vấn đề quan trọng nhất lúc này. Đối với tôi, đó là vấn đề quan trọng nhất. Bạn biết đấy, lạm phát thì chúng ta có thể giải quyết được. Có rất nhiều điều chúng ta có thể giải quyết. Nhưng khi bạn để 21 triệu người vào đất nước của chúng ta, và để tôi nói với bạn, nếu bà ấy ở đây 4 năm nữa, bà ấy sẽ đưa 200 triệu người vào đất nước của chúng ta, và họ cũng sẽ đến từ các nhà tù và các cơ sở tâm thần. Vì vậy, tôi vô cùng phẫn nộ khi biết rằng có hơn 13.000, chính xác là 13.099 tội phạm giết người là người nhập cư bất hợp pháp, hiện đang tự do. Họ cho phép hơn 13.000 kẻ giết người vào nước ta. Nhiều người trong số họ đã giết nhiều hơn một người. Những kẻ giết người đang ngoài kia ở đâu đó. Ai mà biết? Có thể một vài trong số họ đang ở trong phòng đây. Có ai muốn giơ tay không? Đừng nghĩ về điều đó. 13.000 người, rất nghiêm trọng. Nhưng thực tế là có 644.000 tội phạm lớn đã vào nước ta, cùng với 21 triệu người. Điều này còn hơn, bạn biết đấy. Nếu có một kẻ giết người nào đó trốn thoát ra khỏi nhà tù, họ sẽ triển khai một mạng lưới truy lùng. Họ triển khai một mạng lưới truy lùng lớn, tìm kiếm khắp mọi thành phố, mọi bang. Họ tìm kiếm khắp nơi. Chúng ta có 13.000 kẻ, mà còn tồi tệ hơn bất kỳ tội phạm nào mà chúng ta đã tìm kiếm trong một thời gian dài. Ý tôi là có một số người trong số này đã giết 10 người, 12 người. Nhiều người đang ở trong phòng tử hình, sắp bị hành quyết. Họ nói, tại sao chúng ta phải hành quyết chúng? Bạn biết chi phí cho việc này là bao nhiêu không? Họ đang thả tất cả tù nhân ra khỏi nhà tù. Họ mang tất cả thành viên băng đảng của họ vào thị trấn và thả chúng ra. Caracas, Venezuela, tỷ lệ tội phạm giảm 72%. Tỷ lệ tội phạm giảm xuống bởi vì họ đang đưa tất cả tội phạm của họ sang đây. Tôi vô cùng phẫn nộ với Kamala Harris vì đã thả tự do cho hai tên côn đồ nhập cư bất hợp pháp. Những kẻ đã tấn công, bắt cóc và giết hại một bé gái 12 tuổi tên Jocelyn. Các bạn đều biết về Jocelyn. Tôi phẫn nộ khi Kamala đã thả tự do cho kẻ săn mồi đã giết hại Lay và Riley. Hai người tuyệt vời. Cô ấy, Lay, sẽ trở thành một y tá đứng đầu trong lớp. Một người tuyệt vời, đến từ một gia đình tuyệt vời. Tôi cũng vô cùng phẫn nộ khi bà ấy để kẻ mang trợ đã cưỡng hiếp và giết hại Rachel Morin vào nước ta. Kamala đã để hắn vào. Bà ấy để hắn vào, và hắn đã giết cổ. Theo ý kiến của tôi, Kamala đã giết cô ấy, giống như bà ấy cầm một khẩu súng trên tay. Tôi phẫn nộ thay cho mọi gia đình Mỹ, bởi vì hãy nhớ, Kamala là người phụ trách biên giới. Bà ấy đã được bổ nhiệm. Giờ đây, bà ấy không muốn cái danh hiệu đó nữa, nhưng bà ấy đã giữ danh hiệu đó trong 3 năm rưỡi. Và tôi thật sự phẫn nộ khi nhìn lên màn hình TV vài ngày trước và thấy bà ấy đứng đó cố gắng biện minh cho những gì bà ấy đã làm ở biên giới. Biên giới tồi tệ nhất trong lịch sử nước ta và là một con người xấu xa. Bà ấy, như các bạn biết, là một người theo chủ nghĩa Marx. Cha bà ấy là một người theo chủ nghĩa Marx. Bà ấy là một người theo chủ nghĩa Marx, và chúng ta không muốn một người theo chủ nghĩa Marx lãnh đạo đất nước này. Chúng ta không bao giờ muốn một người theo chủ nghĩa Marx lãnh đạo. Rất nhiều người không biết một người theo chủ nghĩa Marx là gì. Họ nói, thưa ngài, đừng dùng từ Marxist. Họ không biết nó nghĩa là gì. Và nếu tôi nói cộng sản thì dễ hiểu hơn không? Chúng ta không cần điều đó trong đất nước này. Chúng ta sẽ không có điều đó trong đất nước này. Bà ấy là người, và họ là những người đang hủy hoại đất nước của chúng ta. Bạn nhớ không, trong bài phát biểu về tình hình liên bang, tôi đã nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ là một quốc gia xã hội chủ nghĩa. Và tôi luôn phải đúng về điều đó. Bài phát biểu về tình hình liên bang đó thật đẹp.
Tôi nghĩ tôi đã làm rất tốt. Được đứng dậy vỗ tay. Ít nhất là từ các đảng viên Cộng Hòa tôi phải nói vậy. Nhưng tôi được đứng dậy vỗ tay. Và tôi đã nói, chúng ta sẽ không bao giờ là một quốc gia xã hội chủ nghĩa. Và tôi đã đúng. Bởi vì họ đã bỏ qua chủ nghĩa xã hội. Họ đi thẳng xuống chủ nghĩa Cộng sản. Họ đã bỏ qua chủ nghĩa xã hội. Vì vậy tôi đã đúng. Tôi đã nói với bạn rằng sẽ có một quốc gia xã hội chủ nghĩa. Tôi không ngờ điều đó là xảy ra. 425.000 tội phạm nhập cư đã bị kết án, theo dữ liệu mới được công bố của ICE. Và giờ đây đang tự do đi lại khắp Hoa Kỳ. Họ đang đi khắp đất nước. Và họ cũng có mặt ở đây. Bạn chỉ chưa biết thôi. Bạn sẽ sớm phát hiện ra. Kế hoạch của Kamala đang mang đến cái chết và sự tuyệt vọng. Kamala và Joe là những kẻ tạo ra tội phạm. Chúng tôi là những người chống tội phạm. Chúng tôi sẽ khôi phục ánh sáng và hy vọng. Và tôi sẽ làm cho nước Mỹ an toàn trở lại. Ngay từ ngày đầu tiên của chính quyền mới của tôi, cuộc xâm lược sẽ chấm dứt và việc trục xuất sẽ bắt đầu. Tôi sẽ chấm dứt tất cả các chuyến bay di dân đến Wisconsin và các bang khác. Bạn có tin nổi không? Họ đã nói không không. Chúng tôi đang chiến đấu ở biên giới. Bạn biết đấy, họ không thật sự làm điều đó vì họ muốn người di cư vào để bỏ phiếu. Chúng tôi đang chiến đấu ở biên giới, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng những chiếc máy bay lớn của Boeing đang bay qua với hàng trăm ngàn người và thả họ vào các thị trấn nhỏ và các bang trên khắp vùng Trung Tây và khắp đất nước của chúng ta. Họ đang ở đây, họ bay vào, và họ đang nói rằng họ đang chống lại nó. Và sau đó chúng tôi biết rằng họ đang bay vào. Điều đó có nghĩa là đó là một âm mưu lớn, vì họ đang bay vào. Họ đang ở trên máy bay. Tôi sẽ đóng cửa tất cả các lối vào thông qua ứng dụng điện thoại di dân của Kamala. Bà ấy có một ứng dụng điện thoại, và bạn biết nó dành cho ai không? Những người đứng đầu băng đảng, gọi vào ứng dụng và nói cho họ biết nơi để thả những người di cư bất hợp pháp. Đây là chính quyền mà chúng ta đang đối phó. Nó thật khó tin. Nhưng những người phía sau, truyền thông, họ quá tham nhũng, đến mức họ thậm chí không muốn viết về nó. Họ không muốn viết về nó, họ tham nhũng. Tôi sẽ gửi lực lượng thực thi pháp luật tại liên bang để giải phóng mọi thị trấn ở miền Trung Tây bị chiếm đóng bởi các băng đảng di dân và những kẻ tội phạm nhập cư bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ đưa họ trở lại, và chúng tôi sẽ giành lại đất nước của mình. Sớm thôi. Chúng tôi sẽ sử dụng cảnh sát địa phương. Họ muốn điều đó hơn cả tôi. Họ không muốn những người này, những người thực thi pháp luật mà chúng tôi có. Bạn biết đấy, gần như mỗi nhóm thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ đều đã ủng hộ tôi. Họ không ủng hộ bà ấy, gần như không có ai. Tôi vừa bắt tay với rất nhiều cảnh sát. Thưa ngài, chúng tôi đã ủng hộ ông 2 tháng trước. Giống như tất cả mọi người, chúng tôi sẽ trở nên độc lập về năng lượng và sau đó là thống trị về năng lượng như chưa từng có quốc gia nào trước đây. Chúng tôi có nhiều năng lượng hơn bất kỳ ai khác và chúng tôi sẽ giảm giá năng lượng xuống như tôi đã nói với các bạn. Chúng tôi sẽ giảm giá năng lượng 50% trong 12 tháng kể từ ngày 20 tháng 1 khi chúng tôi nhậm chức. Và chúng tôi sẽ chấm dứt trò lừa đảo Green New Deal và sử dụng hàng ngàn tỷ đô la chưa sử dụng để xây dựng đường xá, cầu cống, cơ sở hạ tầng thật sự và thanh toán nợ 36.000 tỷ đô. Không phải cơ sở hạ tầng giả mạo đã gây ra lạm phát lớn và không mang lại lợi ích gì. Bạn biết đấy, nhiều khoản chi tiêu lãng phí mà họ đã làm chính là nguyên nhân gây ra điều đó. Tôi nghĩ năng lượng là nguyên nhân chính. Những gì họ đã làm với năng lượng, nhưng tôi nghĩ rằng việc chi tiêu cũng là một yếu tố lớn. Tôi sẽ giải quyết cuộc chiến ở Ukraine trước khi tôi nhậm chức. Tôi sẽ giải quyết nó với tư cách là tổng thống đắc cử. Tôi đã gặp tổng thống Zelensky cách đây vài ngày. Tôi biết tổng thống Putin rất rõ, và tôi sẽ giải quyết được nó. Tôi sẽ chấm dứt sự hỗn loạn ở trung đông và tôi sẽ ngăn chặn thế chiến thứ ba, điều mà không ai khác có thể làm được. Và chúng tôi sẽ tái thiết các thành phố của mình, bao gồm cả Washington DC, làm cho chúng trở nên an toàn, sạch sẽ và đẹp đẽ trở lại. Và chúng tôi sẽ giữ đồng đô la Mỹ làm đồng tiền dự trữ của thế giới. Ngay bây giờ nó đang bị đe dọa. Thật kinh khủng những gì đang diễn ra. Nếu chúng ta mất đồng tiền dự trữ của thế giới, điều đó giống như mất một cuộc chiến, phải không? Điều đó giống như mất một cuộc chiến, có lẽ còn tồi tệ hơn theo nhiều cách. Sau đó chúng ta sẽ trở thành một quốc gia thế giới thứ ba. Đây là cách chúng ta sẽ chấm dứt kỷ nguyên của lạm phát, hỗn loạn và khổ đau dưới thời Kamala và Joe Biden, Joe tham nhũng, và mở ra an ninh, thịnh vượng và hòa bình cho mọi người dân Mỹ, ở mọi sắc tộc, tôn giáo, màu da và tín ngưỡng. Điều đó rất quan trọng. Chúng ta sẽ làm cho đất nước này trở nên tốt đẹp. Và chúng ta sẽ làm điều đó rất nhanh chóng. Điều khó khăn nhất chúng ta phải làm là giải quyết vấn đề tội phạm. Vấn đề tội phạm đã vượt khỏi tầm kiểm soát trước khi tình trạng di cư xảy ra. Nhưng bây giờ, nó thật điên rồ. Cùng nhau, chúng ta sẽ mang lại mức thuế thấp, quy định thấp,
chúng ta sẽ mang lại chi phí năng lượng thấp, lãi suất thấp, lạm phát thấp, và mọi người đều có thể mua sắm được. Mọi người sẽ có thể mua thực phẩm, mua xe và mua nhà. Hiện tại, bạn không thể mua xe, không thể mua nhà. Lãi suất đã tăng từ 2% lên 10%, nhưng thực tế còn cao hơn nhiều, vì ở mức 10%, bạn không thể vay tiền, vậy nên rõ ràng không phải là 10%. Họ nói 10%, tôi nói, bạn không thể vay được tiền, vậy nên bạn phải tìm cách cao hơn. Chúng ta sẽ ngăn chặn cuộc xâm lược, chấm dứt tội phạm di cư, hỗ trợ cảnh sát tuyệt vời của chúng ta, tăng cường quân đội, xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa mà chúng ta có quyền có. Chúng ta sẽ đẩy lùi thuyết chủng tộc phê phán và sự điên rồ về chuyển giới ra khỏi trường học của chúng ta. Và chúng ta sẽ không cho phép đàn ông tham gia thể thao phụ nữ. Chúng ta sẽ bảo vệ tu chính án thứ hai, khôi phục tự do ngôn luận. Và chúng ta sẽ đảm bảo an ninh cho các cuộc bầu cử của chúng ta. Mọi người sẽ thịnh vượng, mọi gia đình sẽ phát triển, và mỗi ngày sẽ tràn đầy cơ hội và hy vọng. Hiện tại chúng ta không có cơ hội. Chúng ta không có hy vọng nữa trong đất nước này. Không có hy vọng. Con cái của bạn, bạn có những đứa con xinh đẹp, và bạn biết đấy, chúng thậm chí không biết phải làm gì, không có hy vọng. Chúng ta sẽ mang lại tinh thần cho đất nước này một lần nữa, và chúng sẽ có nhiều hy vọng, và chúng sẽ sớm có lại giấc mơ Mỹ. Nhưng để điều đó xảy ra, chúng ta phải đánh bại Kamala Harris. Bạn biết đấy, bạn không thể gọi bà ấy là Harris. Không ai biết tôi đang nói về ai. Tôi nói, Harris đã là một phó tổng thống tồi tệ. Họ nói, Harris, hãy xem nào, Harris. Không phải buồn cười sao? Cái tên không có sức nặng. Vì vậy, chúng ta gọi bà ấy là Kamala, nhưng chúng ta sẽ đánh bại bà ấy, và chúng ta phải ngăn chặn chương trình nghị sự tự do phá hoại đất nước của bà ấy một lần và mãi mãi. Bà ấy là một kẻ cực đoan cánh tả điên rồ. Hãy nhớ rằng bỏ phiếu sớm qua thư đang diễn ra. Vì vậy, hãy bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu. Bạn phải bắt đầu hành động, và chúng ta muốn cuộc bầu cử này, bạn biết đấy, nhưng người ta nói quá lớn để gian lận, bởi vì ở một mức độ nào đó, họ sẽ không thể làm được. Họ sẽ nói, ồ, điều này khó khăn hơn chúng tôi tưởng. Không, bởi vì họ không có chút xấu hổ nào. Vào ngày 5 tháng 11, chúng ta sẽ cứu nền kinh tế của mình. Chúng ta sẽ cứu đất nước của mình. Nó sẽ là ngày quan trọng nhất trong lịch sử đất nước của chúng ta. Chúng ta sẽ giải cứu tầng lớp trung lưu của mình. Chúng ta sẽ khôi phục chủ quyền và tái thiết biên giới của chúng ta. Và chúng ta sẽ đặt nước Mỹ lên hàng đầu. Chúng ta sẽ luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, giàu có trở lại, khỏe mạnh trở lại, mạnh mẽ trở lại, tự hào trở lại, an toàn trở lại, tự do trở lại. Và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cảm ơn rất nhiều, Winston. Cảm ơn rất nhiều.